Cát Tường và Hứa Minh Đạt chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc với phiên bản Ghép Đôi Như Ý. Và xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Em có ngại yêu xa không? Sẽ tùy vô mức độ đẹp trai của bạn nam. Đẹp trai, đẹp trai là tiêu chí. Cao, chi tiền cho em đi, chi tiền cho em đi. Nói chung là em người quá hoàn thiện. Thật ra em có 12 mối. 12 mối, 4 mối là sâu sắc. 4 mối là sâu sắc. Còn lại là thuộc dạng crush. Cao nhất là 1 năm à. Thấp nhất là 1 ngày. Có nhiều bạn nam theo em à. Nhưng mà kiểu chưa bằng người yêu cũ. Em thích bạn nam có quỷ đen hơn. Trời ơi, sao bên này ca khó không? Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai bạn nam của ngày hôm nay nha. Rồi, chào hai em. Rồi, ngồi đi cưng. Và bây giờ, mời hai bạn nữ. Đây, hai cô em gái xinh xắn của tôi. Nhẹ nhàng. Rồi, bên đó trước luôn đi, cho đổi phong thủy. Bây giờ liền luôn nè. Bây giờ đổi phong thủy luôn nè. Bây giờ, một cô bé, cười quá trời cười luôn. Em hãy tự giới thiệu mình đi. Cô gái ngồi chiếc ghế màu xanh. Lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt, ba bạn cùng chơi và tất cả các bạn có trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Võ Thị Cẩm Tiên, tuổi thiệt là sinh năm 94. Em ở Tiền Giang nhưng hiện sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em là nhân viên văn phòng, là dự toán công trình xây dựng nhà gỗ cho nước Úc. Wow. Mọi người nhận xét em là một cây nấm lùn, vui vẻ. Hoặc bác và hòa đồng. Mời chàng trai chiếc ghế màu xanh, mời em giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đỗ Trung Thành. Hiện tại em đang làm giáo viên tại trường trung học cơ sở trung học phổ thông Thái Bình ở quận Tân Bình ạ. À, em dạy môn gì? Dạ em dạy sự ạ. Ở ngoài quê thì còn có bố mẹ và các em gái của em ạ. Nói chung cũng ở đây gần 5 năm rồi ạ. Ổn định công việc chưa? Dạ ổn định rồi ạ. Mình ở với ai trong này, ở chỗ nào? Dạ em đang ở với chú với thím em ở trong này ở đường Cách Mạng tháng 8. Rồi, mời bạn trai ở ghế màu đỏ. Dạ, ghế màu đỏ nè. Trước tiên cho em xin lời gửi lời chào đến chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Và em tên là Trương Nhân Quý. Em thì em sinh năm 94. Em nghề nghiệp là em sửa chữa ô tô, quê gốc ở An Giang miền Tây ạ. À, vậy và em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Bình Dương đoạn nào? Em ở Thủ Dầu Một quá chị. Ồ, vậy không thì đi lên đây cũng khoảng 1 tiếng hả em? Hơn 1 tiếng. Hơn 1 tiếng. Nhưng mà ba mẹ là còn vẫn ở quê. Không, ba mẹ em lên đây với em. Ở Bình Dương luôn. Dạ. Ồ, vậy là bây giờ là mình xác định là lập nghiệp ở Bình Dương luôn. Tại vì nhà em được hai anh em trai á. Mà ngày trước chẳng qua hơi buồn xíu là anh hai em bị tai nạn đó chị. Là nhà còn có mình em à. Em đây em làm việc ở đây nên em bước ba mẹ lên đây ở chung với em. Có gì ăn nấy chung với nhau. Rồi chị hiểu rồi. Xin chia buồn với câu chuyện của em nha. Dạ cảm ơn chị. Rồi bây giờ em có ngại yêu xa không? Em thì được cái công việc của em bây giờ nó cũng gọi là ổn định đó chị. Thứ bảy em chỉ làm có buổi sáng à. Cái đó em đi làm cho người ta hay là mình làm nhà em mình? Em làm cho người ta. Em làm cho thật công ty đoạn lớn, 4 hãng này chị. À, sửa xe là sửa xe trong công ty á hả? Chị tưởng đâu là cái gara sửa tư nhân. Công ty lớn lắm chị. À, đủ sống không em? Chung em cảm thấy bao nhiêu là đủ chị, em thấy là ổn á. Nhưng mình lo được cho gia đình mình đủ là được rồi. Còn dư được chút ít em lo cho bạn gái. Lương dư được chút ít lo cho bạn gái. Dễ thương dạ, quá. Hay quá. Này được. Cô gái ngồi ghế màu đỏ đây nãy giờ cười, tự giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em tên là Đoan Minh. Em sinh năm 95. Em làm sale marketing cho ngành F&B đã được 5-6 năm rồi. Tính cách của em thì độc lập, không phụ thuộc quá nhiều vào bạn nam và hơi bướng. Em là người miền Tây. Miền Tây. Mỹ Tho Tiền Giang anh. Mỹ Tho Tiền Giang. Em có ngại yêu xa không? Sẽ tùy vô mức độ đẹp trai của bạn nam. Tùy vô mức độ đẹp trai của bạn nam. Wow. Vậy là mê trai đẹp hả cưng? Được. Tại nãy nghe chữ Bình Dương cái bên này eo. Ôi, yêu xa không chịu. Gì vậy? Là nghe xa quá đó, eo. Đúng nhưng rồi. Mà bây giờ có một câu khẳng định lại, tùy theo mức độ đẹp trai. Đúng. Cô là tôi cũng thích luôn á, là giống tôi đó. Rồi, Quý, điểm mạnh điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh em thì vui vẻ, hòa đồng. Em được cái em không hút thuốc gì. Không hút thuốc? Có nhậu được không? Nhậu thì lê gai. Lê gai. Nhậu chơi với em không bao giờ đi sau về sau 10 giờ. Hay quá. Coi như là nhậu từ 7 giờ sáng là tới 9 giờ tối là gì? Nhậu từ 7 giờ sáng là tới 9 giờ tối là... Trai ngoan em ơi, không có về nhà sau 10 giờ. Còn đi làm nữa Đạt ơi.
Còn điểm yếu của em thì em không biết nấu ăn. Nói chung là nấu dở, chứ em nấu mình em ăn, mà em ăn còn dư nữa. Có hồi nhỏ thì em hay bị sợ ma. Bi chị biết sao, ở dưới quê ngày trước thì nó vắng lắm chị. Mỗi nhà là chỉ có được một cái tivi thôi. Mà ba mẹ em thì dỗ cho em ngủ sớm. Cái mẹ em đi lại nhà kế bên á, coi cái đầu em ở nhà em thức dậy em không thấy ai, chứ em khóc em chạy cắm đầu cổ em chạy đám khóc. Cái tới giờ mẹ em vẫn còn chọc em hoài luôn. Em thì cũng có cái thằng mà hôm nay em đi chơi vui quá hay gì á, tối về em ngủ em hay nói lại lắm. Nói lại là sao em? Là kiểu như cũng kiểu như mớ á chị. Mớ hả? Trời ơi, cái đó em mới làm cho người ta sợ ma đó. Trời ơi trời. Chứ ma nào sợ em. Không, à. Em phải kể câu chuyện em mới mà làm cho người ta nhớ đi. Tối ngủ với vợ tự nhiên nửa đêm ngồi vậy em nói chuyện, nói là vợ em mới sợ ma đó. Không, em không có ngồi, cái gì em nằm em nằm nói luôn hả? Dạ. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt George 2-in-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt George 2-in-1 giặt và xả tất cả trong một. Nói thành tiếng luôn, nói thành câu chuyện luôn hay là chỉ ú ớ thôi? Cũng có thể nói thành câu chuyện chị. Ví dụ như hồi đợt năm rồi em đi ăn tất niên á, em hát nhiều quá mà cái tới ngày cái bài hát của em thích nữa, em ngồi với em kêu cho em hát nữa, cái em về em nằm ngủ, cái em nói chuyện mình luôn. Nói gì? Thì em nói cho tôi hát bài nữa, tôi nghĩ tôi về. À, ai kể lại cho em nghe? Mẹ em. Còn em nè, em biết chụp ảnh, chụp hình. Dạ, em thích đi du lịch. Đôi lúc là em hay quẩy ba lô em đi du lịch một mình luôn. Em biết nấu ăn, nhưng mà em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn nam đâu. Vì sao vậy? Bạn nam phải chiều em chứ. Em phải chiều em chứ. Nhưng mà tùy theo độ đẹp trai, người ta đẹp trai quá sao? Có gì em không. Chỉ anh được không em? Hả? Có gì em chỉ anh được không? Không. Em phải biết nấu chứ. Biết nấu chứ. Anh có thể lên coi YouTube mà. Ok. Em nhất định là không nấu ăn cho bạn trai mình ăn. Em sẽ rửa chén. Rửa chén. Và bạn trai mình phải nấu cho mình ăn. Đúng rồi. Rồi ví dụ như mai mốt về ở chung với nhà có ba mẹ chồng luôn rồi cũng hỏng nấu ăn cho ba mẹ luôn hả? Tư tưởng của em á là khi mà có chồng hay gì đó là dọn ra ở riêng. Cụ thể hoàn cảnh nhà bạn trai neo đơn có mình bạn ấy rồi, ví dụ ba mẹ già ốm đau bệnh hoạn rồi làm sao? Em sẽ kiếm bạn trai khác. Trời nhỏ này cũng nặng thẳng thiệt. Được cái ba mẹ em thì không có quan điểm là bắt làm dâu hay gì. Nói chung ví dụ như sau này hai người lập nghiệp có thể ở riêng hay gì đó là làm sao, ví dụ bên đó bạn nữ thì cũng có ba mẹ. Em có mẹ làm dư mình dành ra một cái khoản nào đó. Mình chạy qua chạy lại chăm sóc đôi bên phải không? Quan điểm là vậy. Vậy được không em? Vậy có kiếm bằng bạn trai khác không? Không. Để suy nghĩ. Trời ơi, suy nghĩ tùy theo bộ đẹp trai. Được à, cô này. Được. Được mà à. Bây giờ điểm yếu là gì? Em có nói anh em rất là bướng. Có nghĩa là thí dụ như là em biết em sai thì đương nhiên là với khách hàng thì em sẽ xin lỗi. Nhưng với bạn nam thì em sẽ gật nhưng mà không, em cũng vẫn làm theo ý em mà. Để tôi coi vỏ quýt dày có móng tay nhọn, để tôi coi là lúc mà cô gặp đúng cái người mà cô rung động đó, coi cổ có còn mạnh miệng nói như vậy không. Biết đâu nha. Chào thầy giáo nè, thầy giáo dạy sử nè. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Về điểm mạnh thì nói chung là em người quá hoàn thiện, có thể biết quá hoàn thiện luôn hả? Dạ. Nói chung là em không có cái gì gọi là quá đáng về tật xấu cả. Ví dụ như là em không hút thuốc này, em không nhậu nhẹt thì chỉ có ít thôi ạ. Thích đánh bóng chuyền ạ. Và bữa nay thì em đang tập gym và tập boxing. Những cái môn tình đường sức khỏe rất tốt ạ. Tại là khả năng kinh tế của mình vẫn còn rất là hạn chế. Vì vậy em đang học và khởi nghiệp, mở thêm một cái kinh doanh online. Hy vọng là đến năm mình 30 tuổi thì mình có đủ điều kiện để chăm sóc cho những người thân của mình và những người mình yêu thương. Năm nay nhiêu rồi? Dạ, 27. 27. Dạ. Lập kế hoạch rõ ràng là mong muốn 3 năm nữa là cuộc sống nó khá hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Lo được cho những người mình yêu thương. Dạ. Còn có kế hoạch gì trong chuyện kết hôn không? Dạ, thực sự thì bố mẹ em rất là muốn có con dâu ạ. Nên em mong là trong vòng 1 năm hoặc 1 năm hơn gì đó thì mình có thể tìm được một đối tượng phù hợp để mình có thể tiến tới lâu dài hơn. Nhưng mà đã sẵn sàng mọi thứ để kết hôn chưa? Dạ, để nói mà sẵn sàng thì thực sự là không có biết bao nhiêu cho đủ cả chị ạ. Nhưng mà em tin tưởng là em có đủ khả năng để mà chuẩn bị những thứ tốt nhất cho bạn ấy. Ok. Vậy còn điểm yếu của mình nãy giờ nghe tốt quá. Quá trời luôn á. Em hay sợ những con vật mà bò sát, ví dụ như là rắn, là dân ở vùng gọi là vùng lũ á. Nhưng mà thực sự là em không biết bơi, chưa bao giờ tắm sông luôn. Ở vùng lũ không biết bơi? Dạ. Trời đất ơi. Em có cái tính hay quên ạ. Nên em hy vọng là sẽ có một người nào đó nhắc cho mình suốt cuộc đời này. Trời ơi, nhắc mà nhắc rồi. Suốt cuộc đời luôn ha. Dạ. Chết rồi. Giống mẹ thôi, giống mẹ thôi. Rồi, hy vọng hôm nay thầy sẽ được như ý nguyện. Đâu, nhắc là anh ơi tháng này chưa đưa lương nữa nha, là ví dụ vậy rồi. Anh ơi
Anh ơi chưa nấu cơm anh ơi. Anh ơi chưa giặt đồ anh ơi. Anh ơi con chưa bú anh ơi. Nhắc lia lịa, nhắc lia lịa. Thấy ổn không em? Em thấy dụ có một người vợ vậy em thấy ổn không? Quá ok luôn nè. Quá ok. Trời ơi. Thầy nói thầy nhớ nha thầy. Dạ. Dạ thực sự thì em cũng chỉ mong là có một người nào có thể nhắc mình hoài hoài mà nhắc hoài không có chán. Rồi ok. Sợ nói câu đó xong là lát nữa 2 phút sau là quên liền hay gì. Rồi bây giờ mời Cẩm Tiên. Cẩm Tiên ngồi ghế màu xanh. Cái nấm lùm. Ưu điểm của em là biết nấu ăn, thích làm thiện nguyện và có biết hát, độc lập về tài chính. Về khuyết điểm thì em là một người hay quên, cho nên là khi nghe bạn nam bên kia nói hay quên thì tại vì em hay quên là những chuyện lặt vặt á, em cần có cái người nhắc nhở thì em mới nhớ. Chết rồi. Hai bên mà bên nào cũng hay quên, bên nào cũng muốn lại nhắc. Trong... Dạ. Em có biết hát là biết hát cái loại nhạc gì? Dạ em hát được bolero hoặc là nhạc những bài ballad. Ballad. Mình làm thưởng khúc bolero đổi không khí đi em. Dạ. Mời em. Sớm tụ rồi. Sớm tụ phải. Thật ra qua nay con bạn thân em nó tập cho em một cái bài là chết là tự nhiên quên tên. Tàu về quê hương. Tàu về quê hương. Đó, bạn thân nhắc liền rồi. Anh ơi đô thành ở đây em sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn. Về đây mình cưới nhau luôn, về đây mình sống vui hơn, về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn. Cảm ơn mọi người ạ. Oh yeah. Style mới là vừa hát bolero vừa mix rap vô luôn á. Biết rap không? Em đọc rap cũng được nhưng mà nó không hay lắm. Kệ chơi luôn chứ. Hát là hay rồi, bây giờ đọc rap còn hay hơn nữa. Và đây là màn rap của rap nem Cái Nấm Lùn. Dạ em cũng xin rap một đoạn nhỏ trong bài Ngày Anh Nhớ Em của Ron ạ. Hạnh phúc khó khăn lắm mình mới có được, vì thế nên em đâu dám đem ra cá cược. Cuộc sống em giờ có anh như vậy là đủ. Em không muốn yêu ai hay quay lại người cũ. Đơn giản vì em xác định được mình thương ai. Em muốn mình cố gắng hơn nhiều cho tương lai. Mặc kệ con đường này đi nhiều chướng ngại, em sẽ cố dẫn anh theo nếu lỡ anh vướng lại. Hôm nay trời mưa to hơn mọi ngày, vì như thế làm em nghĩ đến anh trong mỗi giây. Trong cơn mưa hôm nay sao lại có nắng, giống như em trong lòng cũng đang nhiều trống vắng. Chắc là do tim em đang cần ai đó, có phải là anh, một bàn tay hay bờ vai nhỏ. Suy nghĩ trong em có chăng anh hiểu rõ, lãng mạn và yêu anh, mong anh một ngày sẽ hiểu nó. Wow, wow. Ghê ghê. Trời ơi, với cái bài rap em vừa nói hết những cái tâm tư, tình cảm, nói tôi nghe tâm sự coi luôn. Em cảm xúc của hai bạn nam như thế nào đó luôn á trời. Sao thầy giáo nghe sao, sao? Bolero được, rap dữ luôn. Dạ, đủ luôn rồi, đủ luôn rồi. Đủ luôn hả? Dạ, quá dữ. Còn em thì sao? Các bạn hát rất là chuẩn đó vậy. Chuẩn luôn rất hả? Hay lắm. Em cũng thích hát nên em thấy. Thích hát hả? Làm luôn em, hát làm luôn. Luôn đi. Để nhà trai mình lép dế hay sao? Wow. Rồi. Đúng rồi, thì hôm nay em đến đây em cũng góp vô một đoạn. Đã có lúc tôi từng nghĩ sẽ chẳng yêu một ai, sẽ chẳng càng lâu dài. Ngày tháng cứ thế trôi dần trôi, chỉ có tôi và tôi, cô đơn là niềm vui. Rồi tình cờ nàng ghé qua, cười thật tươi trước nhà, làm lòng tôi biết là trái tim tôi khờ dài, có lẽ đã yêu lần hai. Em xin hết. Wow. Yeah. Bài hát lạ quá vậy, tôi mới nghe lần đầu luôn á. Rồi tình trường thế nào? Em đã trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi? Em trải qua ba mối tình ạ. Ba mối tình. Dạ. Mối tình đầu tiên thì lúc học cấp 3 nó kéo dài hơn 3 năm. Em phát hiện là bạn đó thật ra rất là tốt với em, nhưng mà không chỉ em mà còn với những em khác nữa. Nên là em mới dừng lại. Mối tình thứ hai là lúc em đi làm. Thì trong một chuyến đi chơi, em có cái bạn nam đó có cách cư xử nó rất khác với một bé trong nhóm. Có người đi chơi chung một nhóm mà thấy là bạn trai của mình có tình ý với cái người khác phải không? Dạ đúng rồi. Em hỏi bạn đó là có hay không, bạn đó mới khẳng định là không. Xong thời gian thì bạn đó nói là với em là chỉ là xem em là em gái mưa thôi. Xem em là em gái mưa thôi. Hả? Rồi một tháng sau thì bạn đó công khai trên Facebook với chính cái bạn nữ đó. Trời ơi, vậy là cái cảm nhận của em là đúng phải không em? Dạ, đôi khi em cũng sợ cái linh cảm của mình lắm á chị. Cho nên là em mới quyết định dừng lại. Rồi,
mối tình cuối cùng? Hơn 4 tháng. Cả hai có cái tương lai là sẽ đi đến kết hôn khi mà tìm hiểu tầm 1 đến 2 năm. Tốt quá rồi, sao không tiến tới mà rồi chia tay. Cái khúc này nè, sau thời gian quen nhau thì em mới phát hiện thì ra mình chỉ là cái người thay thế thôi. Cho nên những cái dự định đó thật ra nó đang dang dở với cái người cũ của bạn đó thôi. Thì em mới thôi dừng lại em để... Em lắp vô cái chỗ trống đó đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà lần này có nhiều khi cảm xúc của em sai không? Dạ em cũng có trao đổi với bạn đó. Thì bạn đó mới nói là thôi chỉ làm bạn thôi. Trời đất. Cho nên là em muốn dừng lại để bản thân mình không bị tổn thương nữa. Mà em chia tay cái mối tình đó bao lâu rồi? Dạ cũng gần tháng rồi. Hả? Chị Tùng. Mới có 1 tháng à? Nhưng mà bản thân em đã quên được cái người yêu cũ đó chưa? Dạ thật ra em không gọi là quên, xem đó là những cái kỷ niệm đẹp bạn đó đã góp trong cái phần thanh xuân của em. Em biết chia tay thì thực sự rất là buồn bởi vì em đã trải qua điều đó. Nhưng mà em hy vọng là bạn mới có thể tiếp tục với những cái nhân duyên mới của tương lai ạ. Rồi, cảm ơn em đã đồng cảm ha, và có một cái suy nghĩ rất là tích cực. Rồi riêng mình thì sao? Thực sự thì chuyện tình của em nó cũng mang màu sắc gì đó, nó hơi buồn buồn. Dạ, thực sự thì em cũng có một mối tình mang lại rất nhiều cảm xúc và thực sự bọn em đã định tiến đến lâu dài với nhau. Nhưng mà hồi đó em có một cái tính là muốn làm việc gì thì mình quá chu toàn. Rồi dần dần thì không hiểu sao em càng bị sa đà. Trong y học thì người ta hay gọi là có dấu hiệu gọi là tự kỷ và trầm cảm một xíu. Sau một thời gian thì bạn ấy chọn một con đường mới và em cũng tôn trọng quyết định của bạn ấy. Thực sự lúc đó em rất là đau lòng luôn á. Anh với chị Tường rất là tin tưởng em và tin em nói thiệt chứ không phải là cứ thật sự hoài đâu. Thật một sự, câu ông thật nói sự, mà không biết bao nhiêu cái thật sự luôn đó. Đó cũng là một dấu hiệu của stress và trầm cảm đó nha. Không quản lý được ngôn từ và cảm xúc của mình, nói chậm lại, từ tốn, bật ổn lại, lời mình bình nói. Tâm lại không gì. Thầy giáo. Dạ, thực sự thì đó, thấy chưa? Ổn. Dạ. Chưa là em rất là cảm xúc ạ, nên chị biết, chị biết. Cảm xúc thì có thể là hơi hơi bị kích động xíu trong người nó hơi thả lỏng ra thôi. Một người sống rất là tình cảm. Dạ. Bây giờ quay lại với Quý thì tình trường của Quý như thế nào? Dạ em thì được 2 mối tình chị. Em quen bạn nữ đó thì được hơn 2 năm á. 2 năm. Dạ. Trong lúc em làm việc thao tác cái em có bị chấn thương á. Nằm viện gần hơn 2 tháng rồi. Mà lúc đó nhà em cũng khó khăn. Cái đó em quyết định em xuất viện, em về quê. Lúc đầu thì về quê tầm 1 tháng thì bạn nó cũng vẫn liên lạc, điện thoại quan tâm bình thường. Rồi xong rồi người ta cũng báo lại thì bé nó cũng là có quen một người khác. Rồi. Trong thời gian em học và em làm em cũng có quen thêm một bạn nữ nữa. Bạn đó kiểu như bên đạo á chị, mà không có giấu mà kiểu như giấu em á. Nhưng mà điểm đó là cái dạng như ba mẹ em sau này thì cho nên em cũng rõ ràng thì chia tay. Dạ. Minh, tình trường của em sao Minh? Đây nè. Thật ra em có 12 mối. Hai mối. 12. 12 mối. Lần đầu tiên có một mối. Hai, trong đó có 4 mối là sâu sắc. 4 mối là sâu sắc. Còn lại là thuộc dạng đang tìm hiểu và không cảm thấy hợp nên dừng. Crush. Crush đâu hả? Cá tính ha, ngon ha, mạnh mẽ ha. Hết hồn hết vía. Lần đầu tiên tôi thấy có cô gái lên đây mà dám nói có 12 mối tình. Không, chỉ là crush thôi thì mình tính mối mối cũng được mà. Rồi. Cái mối tình đầu thì em với bạn đó quen nhau được 8 năm. Trời ơi, 8 năm luôn. Quen được thời gian cái sẽ chán. Sẽ chán xong rồi cái nít nữa mà. Tình cảm tôi học trò mà. Bạn nam đó đi tà lưa với bạn khác. Tà lưa hả? Cho lên ở trên luôn. Mạng hay gì đó. Mà cái tính em thì trước giờ là em thấy nhưng em không có nói. Nói chung là sẽ tha thứ cho người ta khá nhiều lần. Nhưng mà nói chung là giờ chẳng lẽ mình bị tổn thương hoài. Rồi xong được. Cái lúc bạn đó đi du học thì em quyết định là kiểu thôi giải thoát nhau luôn đi. Sẵn tiện luôn hả? Đúng rồi, tiện tay á, kiểu như vậy đó, giải thoát nhau luôn đi. Tiện tay. Tiện tay là thôi giải thoát nhau luôn rồi. Đi. Rồi, tiếp. Là 8 năm. Rồi thì sau đó không hiểu sao bị ám như sao á chị. Những cái mối tình tao và những cái người quen sao nó ngắn mấy, vậy nè. Mấy tháng. Cao nhất á là 1 năm. À. Thấp nhất á là 1 ngày, đó là khi mà bạn nam tỏ tình với em. 1 ngày tính mối tình luôn hả em? Rồi. Thì bạn nam tỏ tình với em, cái em mới thấy là cũng được. Xong rồi cái sáng hôm sau em mới thấy kỳ quá, thấy tụt mút quá. Nên là em mới nhắn lại là thôi mình làm bạn thôi. Vậy là gọi là một mối tình đó ha em. Trời ơi, tôi hiểu rồi, tôi về chỗ. Thôi. Trời ơi, tôi nghe bà kể chuyện sau đầu đuôi đó. Sau đậm thứ hai là bạn nam tính hơi gia trưởng nên là hay kiểm soát. Có nghĩa là mới đầu vô mình nhìn một người partner của mình nó hào nhoáng lắm. Nhưng mình rờ vô mình mới biết. Rờ cái bộ phận nào của người ta vậy?
gì rồi vô tính xấu người ta mới biết. Rồi vô đụng ngay tính xấu mới biết được hả? Đúng rồi, gia thì trưởng cũng dùng dần được khoảng một năm một hạt rồi mới chia tay. Em lóc Facebook bạn đó luôn. Anh chị có nghe câu yêu nhau vì nhan sắc không? Yêu nhau à, hồi nãy anh có nghe đó, tùy theo độ đẹp trai đồ đó. Anh nghe loáng thoáng hồi nãy cô gái nào nói có câu đó. Em chụp hình cho cái nhà hàng của anh đó. Ờ mà lúc đó mặt em không có make up, xong cái ảnh chạy một cái voucher ăn một triệu. Cái xong cái hôm sau cái em make up lên, cái em lượn vô nhà hàng ảnh, cái ảnh mới nói trời Minh xem nhìn khác quá vậy. Ồ rồi sao? Ảnh cưới em, bắt đầu cũng ngồi tích. Ồ cũng đẹp trai nè, ồ cũng có mấy việc làm ổn nè, rồi cũng cao nè, đó thì cũng ờ rớ vô rồi. Yêu nhưng mà yêu xong mới biết lụy tình. Ai lụy ai? Ảnh lụy, mà em là dạng con gái yêu thiên về lý trí khá là nhiều. Làm sao dứt được? Ảnh đi Hà Nội về, cái ảnh phì ra, mập ra thì hết xấu trai quá, rồi thì hết tội luôn, hết trách nhiệm bỏ luôn. Rồi cái em mới nói là thôi em nghĩ là em hết yêu anh rồi, mình nên buông nhau đi. À dứt điểm, dứt khoát đó. Mới có cuộc tình thứ ba thôi đó chị Tường. Còn mấy kia đều nhỏ. Bởi chị nói với em nghe, em đừng có ham cái mã đẹp trai. Tao nói mà mấy người đẹp trai quá là tính xấu nhiều lắm, từ từ nó cũng lòi à. Bớt ham mê trai đẹp lại đi. Em thấy mà bạn nam nào khi cua gái cũng ráng gồng lên vậy nè. Xô hết như con công đó xòe đuôi ra vậy đó. Lìa 12 mối tình, nhưng mà tại sao em lại không tiếp tục để mà chinh phục những người đẹp, đàn ông đẹp trai nữa mà phải ngưng tới 2 năm nữa? À, tại họ kêu là lúc trong cái tiến trình đó thì vẫn có nhiều bạn nam theo em, nhưng mà kiểu chưa bằng người yêu cũ. Chưa bằng người yêu cũ giờ là phải kiếm lên trên. Hay, bữa nay có đem theo hình mấy người yêu cũ không? Không. Trời ơi, phải biết cho chị coi luôn, không được chị giải tán hai bên này luôn cho rồi. Chứ mất công rồi chị mở cửa ra rồi em nói chưa bằng người yêu cũ tổn thương hai bạn trai của chị. Trời ơi thiệt á. Bữa nay là bên đàn nghe, gái nghe, nghe cô tình nhân vật là nguy hiểm nha. Sao quý nghe tình trường 12 mối tình của cô gái bên kia em thấy sao? Cái nào thiếu thì em bù vô chị. Thiếu em bù vô hả? Thiếu em bù vô. Rồi được. Để coi hôm nay bù được không. Còn nha á, thiệt chứ bộ nhiều khi là đây là đỉnh của đỉnh luôn rồi. Nhưng mà giờ cái mẫu người yêu lý tưởng của quý là như thế nào? Vui tính xíu. Vui, nãy giờ em thấy vui không? Vui không? Nói chuyện cười quá cười luôn. Quá vui rồi. Quá vui, gì nữa? Còn nhiều động tác hề lắm nha. Với lại bạn gái cao cao tầm 1m58 đổ lên là được. Được. Biết nấu ăn xíu, hồi nãy em cũng có nói rồi. Biết nấu ăn xíu hả? Chết chà, nếu hơi bị sái không được. Rửa chén thì được, nhưng mà người bạn trai phải nấu cho cổ ăn. Vậy sẵn dịp em về, em như bạn nói nãy lên YouTube học rồi hai đứa học luôn. Ừ, còn hai đứa học là... luôn. Rồi xong rồi nấu ra thì mạnh người này thưởng thức của người kia thử lại thì cũng được. Đi ăn cơm tiệm đi anh, đi ăn cơm tiệm đi anh. Ăn cơm tiệm đi anh. Mình có cái điều gì mình không thích ở người cái tư ở người con gái không? Em không thích con gái mà cái kiểu như là nhiều chuyện á. Chuyện bà tám á. Dạ. Rồi, không xăm, dễ nhìn xíu là được rồi. À. Dễ nhìn xíu là được. Không biết tôn trọng người lớn hay được. Khoan, bây giờ hỏi bà gu bảo sao nè. Gu nè. Đẹp trai, anh đoán nè. Đúng rồi, đẹp trai. Đẹp trai là tiêu chí. Rồi gì nữa? Rồi gì nữa nè? Cào, chi tiền cho em đi, chi tiền cho em đi. Chi tiền gì? Chi tiền cho em đi. À, đi đâu? Như là hỗ trợ kinh tế cho em. Ok, em tự lập vẫn được, nhưng mà không, em muốn bạn nam chi tiền cho em nữa. Ví dụ như là em xài cho những khoản nào? Mua đồ mặc. Đi đầu tư. Đầu tư gì? Chứng khoán, bất động sản. Trời. Bitcoin, nhưng mà Bitcoin đang sập rồi. Chắc tôi đi về, hôm nay tôi nghỉ mai mối quá. Mà đó giờ em đầu tư thành công hay thất bại? Cũng có thành công. Lời nhiêu? Cũng nhiều mà. Rồi sao không lấy tiền đó đi đầu tư tiếp đi, rồi cũng phải kêu con trai đưa tiền đi đầu tư làm chi vậy? Thì trai cho tiền mình đi đầu tư, xong mình chia lại cho trai. Có chia lại cho trai luôn hả? Ờ, thì trai chia lại cho em, người ta gọi là hoa hồng. À, đầu tư. Dạo này kinh doanh có lãi không? Đi dịch rồi chị, tạm thời bending. Cho nên giờ đang cần người đầu tư tiếp phải không? Đúng rồi. Rồi, hy vọng hôm nay em có được người đầu tư nha. Chứ chị thấy chị hoang mang muốn bỏ nghề giải nghiệp rồi đó. Còn chị làm mai làm mối cũng nhiều ca lắm mà ca này chị thấy hơi căng rồi đó. Không, mà cô bé này nãy nói đúng, ưu điểm là vui tính. Vui tính hả? Chứ là vui tính là cô bé này. Quen thân cô bé này lúc nào cũng cười hết. À, không thể nào không buồn. Nhưng mà sao cái nụ cười đó toát mồ hôi hột đó em căng á. Cười mà cười này cười căng. Đừng có để cho cô bé này rờ trúng ngay cái điểm xấu là mệt nữa rờ, nha. Căng lắm. Thôi quay qua cô bé dễ thương nắm lùn nè. Nắm lùn thích yêu sao nắm lùn? À, em chỉ cần cái người bạn trai của mình là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người yêu, biết cách cư xử với mọi người và độc lập về tài chính, về cuộc sống. Em cưng biết nấu ăn không?
Dạ biết. Có sẵn sàng nấu ăn cho bạn trai ăn không? Cho chồng ăn không? Thật ra thì em nấu cũng được, nhưng mà em muốn việc nấu ăn á là cả hai cùng chia sẻ với nhau. Rồi, ok, đồng ý. Có thích ảnh chi tiền cho mình đầu tư không? Thật ra về kinh tế thì em nghĩ là cả hai nên độc lập. Em thích bạn nam có quỷ đen hơn. Em thích bạn nam có quỷ đen hơn. Nói gì kỳ vậy? Ừ. Đỡ sao bên này ca khó không vậy? Mà sao thích tại bạn vì trai có quỷ em đen? em không thích người tiền nam đưa hết tiền cho mình. Nếu mà thật sự có tiếng xa thì cả hai sẽ đóng một cái quỹ chung, và cái quỹ chung đó để thực hiện những cái dự định tương lai. Phần còn lại thì em nghĩ là cả hai nên có một phần nào đó giữ riêng cho mình để sinh hoạt, giống như là đi ăn uống bên ngoài. Cái đó mình chỉ dùng từ là mình có cái khoản riêng để chi tiêu cá nhân thôi. Dạ đúng rồi. Em dùng rõ ràng. Quỷ đen là nó ghê lắm, quỷ đen là quỷ đen là nguy hiểm lắm. Đen tối. Bây giờ thì mình sẽ hỏi ý kiến của người thân. Phía bên dưới thì Tường thấy là có một chú nha. Là chú là người nhà của ai ạ? Chú là người nhà của Trương Nhân Quý ạ. Dạ, người nhà của Quý. Chú là gì của Quý ạ chú? Tía. À tía, dạ chào tía. Dạ tía, hôm nay tía đi theo coi nãy giờ rồi tía có suy nghĩ sao nè, tía phát biểu nè. Cái chỗ ghế xanh nè, hợp với Úc Quý á, nói chuyện là một, hai nữa là tính nết cũng phù hợp với Quý á. Cảm ơn chú nha. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, rồi đó là ý kiến để cho Quý có thể tham khảo thêm. Chào em gái, mình là đi theo ai? Dạ, em chào chị Tường, chào anh Đạt cùng tất cả mọi người. Hôm nay mặt em kích ứng nên em xin phép chương trình cho em đeo khẩu trang. Dạ, em là bạn của Tiên ạ. Rồi, bạn của Tiên nắm lùng phải không? Dạ. Rồi. Tiên ơi, hai bạn nam bên đây á, thì khá là ổn áp. Nhưng mà Ly nghĩ á, cái gu của Tiên á, là sẽ là cái bạn ghế màu xanh á. Thì với cái tâm sự của bạn ghế xanh từ nãy tới giờ á, thì em nghĩ là bạn ghế xanh sẽ chịu được cái tính của bạn em. Cảm ơn em, đó là những ý kiến từ bạn người thân xanh. Hy vọng là giúp ích được rất nhiều cho các chàng trai, các cô gái của mình khi mà lựa chọn. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì đã có đầy đủ thông tin rồi. Đạt ơi, dạ. Mình mở cửa trái tim đi. Còn gì nữa, cho hai bên gặp gỡ nhau nè. Yeah. Mở cửa trái tim. Bam. Wow. Trời, làm liền luôn hả? Quà tặng em. Nhìn gọn lẹ quá. Anh thì không biết lựa màu tông, nhưng mà anh hy vọng em sẽ thích. Ví dụ em không thích màu này, em thích màu khác, anh sẽ dắt em đi mua. Rồi, liền tay vậy luôn. Ồ, đúng là anh chàng thợ sửa ô tô, nếu không thích màu này thì anh sẽ mua cho em màu khác đó, nhanh gọn lẹ liền. Sao chưa nói, kịp hỏi cảm xúc anh, luôn anh nói quỵt tẹt quá vậy. Đâu, anh thẳng mà, anh là anh chàng rất là thẳng tính. Em thích không chưa mở, chưa biết. Mở đi. Còn ba làm gì mà phải thô bạo dữ vậy trời. Ý màu cam. Cam đó thích không? Màu cam em thích đỏ cơ, nhưng mà hơi cảm ơn cái đỏ cam á. Vậy bữa anh mua cho cây khác. Cảm xúc đầu tiên khi mở cửa trái tim ra thấy như sao? Anh này đẹp trai. Anh này đẹp trai, trời ơi, nhỏ trai này thẳng tính ghê. Anh này đẹp trai. Ổn không? Ổn. Ổn hả? Mà ảnh cứng quá à. Cứng là cái gì cứng? Mới vô ảnh tặng quà ảnh làm liền à. Rồi ảnh nói luôn. Tại vậy em không chịu nữa hả? Vậy cho nó nhanh gọn lẹ chứ, em muốn lòng vòng nữa hả? Từ từ thôi. Muốn chậm chậm lại chút hả? Từ từ mà đúng không? Khó chịu quá à. Thì ta đẹp trai được rồi. Mà đẹp trai là được rồi. Đẹp trai không? Nhưng mà nãy chị mới nói là người đẹp trai có cái mã thôi, phải từ từ. Chính nãy chị mới nói mà. Chị nói người đẹp trai chứ nhiều khi bên trong nó có nhiều tánh xấu. Chị đâu kêu từ từ đâu. Rồi, em cũng bớt lại một chút nha. Bớt lại đi cưng. Kềm lại chút xíu. Cảm xúc sao cưng? Này nghe anh chàng trai ta đẹp trai nói nè. Mà nghe dễ thương. Dễ thương quá hả? Có sao xuyến chút nào chưa? Dung. Sao cưng? Cảm xúc khi thế nào khi mở cửa trái tim ra? Hai bạn gái rất là dễ thương. Nhân đây thì em có một món quà nhỏ gửi tặng đến hai bạn ạ. Cảm ơn. Em cảm ơn anh nhiều. Nhóm thầy giáo phát sổ đầu bài. Sao thích màu này không? Để người ta đổi luôn. Màu đen. Thích màu đen, làm ơn mới mốt đổi màu đen cho người ta đi. Rồi đổi bà em luôn. Khó quá, tôi nói bà bớt lại đi. Rồi sao nắm luôn? Sao nè? Cảm xúc của em đang tập trung nhìn vô cái chữ. Dạ, em thấy trên cái quyển sổ có một cái câu thơ rất là hay. Câu chữ nghĩa nè. Dạ. Thuyền về có nhớ bến chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Nghe khá là hay đúng không? Tại cho em cái cảm tình. Rồi. Cảm ơn bạn. Bây giờ hai chàng trai tôi mạnh mẽ lên. Anh Quý mạnh mẽ lên, muốn hỏi gì hai cô gái này cứ mạnh dạn. Cho hỏi hai bạn là ví dụ như mình yêu nhau, mình quan điểm về tình yêu là như thế nào? Nếu mình tình yêu là nên cho hai người một khoảng không, gọi là tôn trọng không gian, đừng có dính nhau quá. Ủa, yêu nhau mà đừng dính nhau? Nó chán lắm.
Theo em thì tình yêu là như thế nào là vui? Sự thấu hiểu. Này này, nói với anh Quý nè, đừng tìm hiểu anh kia, anh Quý nè. Nhào vô tình yêu đừng có gồng quá, nó không có vui. Gồng quá nó không vui, mỗi ngày mỗi khác. Quý hiểu không Quý? Dối. Em nói đi. Quý hoang mang lắm, bé hỏi nó trả lời xong Quý chưa hiểu gì luôn. Rồi Tiên. Dạ, quan điểm trong tình yêu của em là cần một người biết chia sẻ, thông cảm và phải biết tôn trọng người yêu của mình, đối phương của mình. Anh thì thích rõ ràng, kiểu như là yêu ai chỉ một người thôi, khi nào mà không thương nữa hoặc là không có còn quý lý nữa thì cứ nói thẳng ra. Dạ, em muốn hỏi thầy giáo. Rồi, hỏi thầy giáo mời em. Muốn hỏi là bạn có gia trưởng không ạ? Về điều này thì mình khẳng định luôn là mình là một người sống rất là tình cảm á. Nghe quan điểm chia sẻ của hai người rồi từ đó mình sẽ đi đến kết luận, không có ý kiến của mình là chủ đạo ạ. Thật sự cái nhiều khi em cũng trẻ con á thì anh có chấp nhận được hay không ạ? Là không có ai hợp với nhau 100% cả. Mình thông cảm, chia sẻ và cảm thông cho nhau thôi. Rất mong là mình có cơ hội để sau này sẽ cảm thông với nhau nhiều hơn. Ví dụ như là em người có cả đầu á, nên thực sự là cái vấn đề trong gia đình á, thì em muốn có một người bạn đời của mình nó thực sự lễ phép. Con trai trưởng, bạn nghĩ như thế nào? Cần phải có một con dâu phải ngoan, hiền và lễ phép. Chứ em nghĩ về điều đó như thế nào? Cái điều lễ phép đó thì mỗi người đều phải có hết. Nếu mà đi xa hơn nữa thì mình thương người chồng thì chắc chắn mình sẽ cũng phải kính trọng người thân của đối phương. Anh con trưởng vậy là ở dâu đúng không anh? Làm dâu đúng không? Làm dâu đúng không anh? Thì mình quê ở Quảng Bình nhưng mà mình vào đây lập nghiệp. Có mong muốn là muốn ở đây làm việc lâu dài nên làm dâu thì mẹ mình không bắt buộc đâu. Nhưng mà em có ngại làm dâu không? Dạ không ạ, tại vì quan điểm của em là tôn trọng ba mẹ hoặc là người thân của đối phương và em cũng hy vọng là như vậy. Nè, cô bé này em nè, em có quan trọng làm dâu không? Em không có thích làm dâu. Nãy người ta hỏi rồi, ông này ông mai không có nhớ gì hết, ta nói ngay từ đầu em, rồi. Em nói vui, là có như là dọn ra ngoài ở riêng. Dọn ra ngoài ở riêng còn không kiếm bạn trai khác. Rồi. Em cá tính mạnh nhất trong đây. Tại vì hôm nay đó cái ý kiến người thân của mình nó có hơi sự hơi xáo trộn một chút. Xáo đúng trộn. Không? Mà mình cũng phải lắng nghe ý kiến người thân chứ. Em tặng anh Quý, bởi vì anh Quý đã tặng xong cho em. Nhưng mà em sẽ không như anh, em sẽ không nói là ở trong đây đó có gì. Em đồng ý cho anh khui tại đây không? Được. Tặng em rồi, muốn làm gì em làm. Khui đi, tặng em rồi. Trời, bà tặng quà mà mới đứng đó. Anh Quý bà sàng thấy sợ luôn. Đôi khi người ta phải cần như vậy. Mắc cỡ á chị ơi. Không hề. Bà thả tính đó chứ mắc cỡ cái gì. Hồi hộp ha. Dung. Hả? Dung. Dung hả? Dung hả? Đang dung dậy. Dung. Một bộ hình. Hả? Không. Hình gì? Thật ra là đó là hai cái nơi em đi du lịch mình mà em thích nhất. Cái là ở Thái Lan với một cái là Singapore. Em từng đi giống như là có một Nhật. Cuộc hẹn du lịch hay gì từng đúng đi không? Sing, rồi từng đi Thái. Anh đi nhiều lắm rồi chứ mà đi anh trong đi nước. Chỗ nào? Anh đi làm. Thôi đi làm đừng có vậy. Ý em nói là đi du lịch mà. Đi du lịch có điều kiện thì mới đi được chứ em. Đúng rồi, không có tiền lấy đâu đi trời. Đi nè, ba cái bát bò luôn. Trời ơi, trời đi Thái rẻ lắm luôn á. Rẻ sao? Có sáng tới 8 triệu à, bút vé máy bay, tự túc bay cái bèo qua bển rồi tự bút hostel rồi ở. Có 6 tới 8 triệu hả? Thiệt. Ủa rồi đi du lịch rồi ai trả tiền? Thì anh phải trả chứ. Anh trả là hai đứa còn luôn còn em hả? Thì em tự trả. Là mạnh ai nấy trả hả? Thật ra hồi xưa em quen mấy bạn nam á sẽ trả luôn cả tiền phòng nha em. Ủa là ngủ chung hay ngủ riêng? Ngủ riêng. Ngủ riêng thì tiền phòng ai nấy trả, như nào ngủ chung anh mới trả tiền. Tại mấy bạn nó thích chi thôi chứ không phải là do em ép hay gì hết. Bây giờ chị hỏi em nè, giờ thí dụ như đi ăn rồi bạn trai quên đem bóp theo trả tiền thì em có trả tiền không? Thì lấy thẻ ra cà. Không có đem quên cái bóp rồi thì em cà đó, đợt sau anh cà lại. Coi như là xen kẽ nhau. Dạ đúng rồi. Quên hai lần luôn. Bye bye. Bye bye hả? Một trời lần ơi. Thôi đi chứ qua lần hai bye bye. Cá tính mạnh dữ vậy trời. Quý à, sao em hoang mang vậy? Đang phân tích. Quý đang phân tích. Em được tặng ba cuốn bách bo luôn mà em hoang mang vậy? Dạ. Rồi mời nắm lùng. Nắm lùng. Dễ thương à. Em có hai quyển sách muốn tặng cho hai anh ạ. Riêng thầy giáo em có tặng thêm một phần quà nhỏ. Coi phần quà nhỏ là cái gì? Ủa sao bữa nay giống như trùng khớp nhau với thầy giáo quá ha. Nhật ký bỏ túi. Bây giờ mình cho các bạn test lại cái cảm xúc. Mời thầy giáo đứng lên. Mời thầy giáo qua lịch sử. Qua nhà trai xin phép nhà trai cho nắm tay nhà gái đạt nhà gái hướng nè. Dẫn đi. Rồi. Em thử cảm xúc cho bạn nắm tay được á. Nhìn nhau 30 giây âu yếm coi có muốn nói gì không. 10 giây. Cảm xúc như thế nào? Lạnh. Ừ, run lắm em. Máy lạnh.
Rồi nhìn vô. Chắc hết 30 giây rồi đó chứ. Nắm hoài luôn hả? Rồi quay qua bên phải. Nắm rồi, tay bên đây luôn. Nhìn nhau. Cảm xúc muốn giữ trong lòng thì anh giữ. Lỏng ra đi, anh đừng có gồng. Muốn bộc phát cứ bộc phát. Anh đừng có gồng nữa, thả lỏng ra đi. Được chưa? Thực sự thì em có cảm giác rất là tốt ạ. Có cảm giác rất tốt. Kiểu tình yêu sát đánh à? Tình yêu sát đánh hả? Đánh ai thì chưa biết nha, ghê nha. Dạ. Quý nè, Quý có quyền được nắm tay hai cô gái để thử cảm xúc của mình. Dung. 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 Dung nhảy hoài. Dung. Dung quá, dung quá. Nói gì không, hết giờ. Anh nắm em hoài luôn. Anh biết thì anh đứng đây anh đợi mà không sao đâu. Ơ, bảo vệ nhà gái. Em phải nhìn thẳng vô mắt người ta ấy. Nè, anh cứ rung lên. Ổn, rồi. Để nắm luôn. Cười. Tại, không à, tính em hay cười vậy. Nhớ lời ba dặn. Cái chỗ ghế xanh à, hợp với Úc Quý á, nói chuyện là một, hai nữa là tính nết cũng phù hợp với Úc Quý á. Nhìn anh mắc cười lắm rồi. Dạ không, tại em hay rung, em hay cười để kiểu cho mình bớt rung hoặc là tạo cái gì đó tác động bên ngoài để bản thân mình có thể tự tin hơn á. Em thấy anh sao? Tức là em có cảm tình với anh, cái lúc mà anh chia sẻ là tình cảm thì cái gì nó cũng nên rõ ràng và thẳng thắn chia sẻ với nhau. Con người em cũng vậy nên là em cũng thích đối phương là như vậy. Dạ, dạ em cũng chia sẻ như vậy. Cảm ơn anh. Rồi, rồi về chỗ, hết giờ rồi đó. Bây giờ các bạn hãy nhìn chiếc ghế của mình. Mỗi cái ghế đều có hai cái nút bấm màu đỏ và màu xanh, tượng trưng cho cái người ngồi trên cái ghế có cái màu như vậy. Nếu như sau 5 giây các bạn đồng ý hẹn hò thì mình hãy bấm vào cái nút mà mình muốn. Nếu như bạn không muốn, không có cảm xúc với ai hết, có quyền không bấm. Và khi nào hai chiếc ghế cùng màu mà cùng sáng đèn với nhau thì mới gọi là hai trái tim đồng điệu. Các bạn nắm chưa ạ? Trái tim mình mách bảo bấm chỗ nào thì bấm chỗ đó. Mời bốn bạn để tay vào. Thời gian bắt đầu. 5 4 3 2 1 Em chỉ cần cái người bạn trai của mình là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người yêu, biết cách cư xử với mọi người. Hy vọng là đến năm mình 30 tuổi thì mình có đủ điều kiện để chăm sóc cho những người thân của mình và những người bị yêu thương. Anh thì không biết lựa màu son nhưng mà anh hy vọng em sẽ thích. Ví dụ em không thích màu này, em thích màu khác, anh dắt em đi mua. Bấm. Có một cái đèn không sáng, vì sao em không bấm? Thì không hợp gu em. Không hợp gu em. Tại bản ở Bình Dương lận. Xa. Đúng rồi, với lại cứ vậy giống em hành bản quá nên là thôi. Cũng rất là thẳng thắn ha, quyết đoán ha. Hy vọng em sẽ gặp may mắn lần sau. Như vậy thì mọi người thấy rằng là chúng ta có 3 người bấm nút, nhưng mà hai chàng trai đều bấm cho chiếc ghế màu xanh, nhưng mà cô gái ấy thì đã bấm vào cây anh chàng màu xanh. Như là chúng ta sẽ có một cặp đôi. Từ cặp đôi ghế xanh, mời hai bạn tiến ra phía trước. Chúc mừng em. Chúc mừng anh em. Sao cái gương mặt em có vẻ thảng thốt và hốt hoảng vậy? Khoan, em chưa lót được cái kết quả. Em chưa lót được kết quả hả? Lại, đây, đây nè. Em đang ngồi ở ghế màu xanh, thấy chưa? Thấy màu xanh đâu? Rồi em bấm cái đèn của màu là xanh. Là dẫn qua đây màu xanh. Là em chọn anh thầy giáo bấm ghế, ngồi ghế màu xanh. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Em có bấm lộn nút không? Có bấm lộn nút không? Bấm lộn nút không? Bây giờ vẫn có. Dạ thôi em bấm đúng, bấm đúng. Đúng địa chỉ rồi đúng, đúng không? Đúng rồi, nắm tay đi cho chắc ăn coi để em trời ơi, là... trời. Đúng thì nắm tay. Trời ơi. Rồi mời em trai đứng lên. Rồi đây đứng nhanh.
Thôi đứng ra đẹp trai rồi, không cần. Ok. Khổ ghê vậy đó. Trời ơi à. Hôm nay chúng ta có một cặp đôi là cặp đôi ở thầy giáo Thành ha, và cô cũng Tiên ha. Hai bạn hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta gặp nhau trên chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Xin mời thầy giáo. Đánh dấu bước khởi đầu nè. Hôn đi, hôn đi. Wow. Dễ rồi. Và chương trình sẽ tặng cho một cặp đôi thành công. Mỗi bạn sẽ là một chiếc điện thoại Realme pin khủng, sạc nhanh. Hy vọng các bạn sẽ sử dụng chiếc điện thoại Realme này để liên lạc với nhau, rồi chụp thật nhiều ảnh và chia sẻ cùng chương trình những cái khoảnh khắc thật là đáng nhớ của mình nha. Đây, chị Tường tặng cho hai bạn nè. Với hai bạn không thành công thì là mình thất bại, nhưng không sao hết, thất bại trong tình yêu thôi. Nhưng đến với chương trình thì các bạn dù không đến được với nhau, chương trình cũng đồng cảm đến cái sự là dám bày tỏ, rồi dám thể hiện bản thân để tìm kiếm một nửa cho mình. Chương trình gửi tặng mỗi người một chiếc điện thoại Realme pin khủng. Và đây, quà tặng dành cho các bạn đó chính là WeWell Zonchi, nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ thải độc gan và tốt cho sức khỏe. Rồi, tặng cho em. Cho em. Đây. Ok. Hello. Đây, ngon lành. Và đối với cặp đôi thành công, để chúc mừng cho sự hai thành một của cặp đôi thì nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1, tặng mỗi bạn 1 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Và lưu ý nha, nếu như các bạn tiến tới hôn nhân thì các bạn sẽ được bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả 2 trong 1, cộng lại 2 cộng 1 là 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Đó. Nhớ có tin vui là báo liền cho chương trình nha. Vui là báo liền hay chưa? 3 năm nha. Còn các bạn thì tham gia chương trình, mỗi người nhãn hàng cũng tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc với phiên bản Kết Đôi Như Ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã tài trợ chính cho chương trình, đã giúp cho các bạn có cơ hội gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc cho các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin vui cho chương trình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Kính thưa quý vị, và chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Nhớ đón xem nha quý vị nha. Và bây giờ Cát Tường, Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye. Mình biết chương trình thông qua đâu ạ? Hôm bữa vô tình lướt Face cái gặp, cũng có xem mấy cái clip hoặc là mấy trailer của mình ở trên Face á. Thấy chương trình nó hay và thiết thực á, nên em bấm vô đăng ký luôn. Mình mong muốn cái tiêu chuẩn của mình khi mà gửi đến chương trình là tìm một người bạn gái như thế nào? Em mong tìm một bạn gái là vui vẻ xíu, biết nấu ăn càng tốt, tại vì em nấu ăn dở lắm. Em nấu của mình em ăn à. Giờ trước đó thì bạn có chuẩn bị gì cho cái buổi gặp mặt ngày hôm nay không? Là sẽ hát tặng một vài câu hát cho bạn nữ và cả trường quay. Đã có lúc tôi từng nghĩ sẽ chẳng yêu một ai, sẽ chẳng càng lâu dài. Ngày tháng cứ thế trôi dần trôi, chỉ có tôi và tôi, cô đơn là niềm vui. Rồi tình cờ nàng ghé qua, cười thật tươi trước nhà, làm lòng tôi biết là trái tim tôi khờ dài, có lẽ đã yêu lần hai. Tối qua hầu như là thức tới gần 2 giờ sáng, không biết sao, không ngủ được. Tối qua đi về, đi làm về, nói ba mãi con chở ba đi Sài Gòn chơi. Cái mẹ nói, trời ngày nó thương ba nó dữ. Cái đầu tới sáng cái cũng đi mua quà, có đi hớt tóc, xong cái về chở ba đi xuống đây luôn. Hôm nay mình đi đến chương trình thì mình có cảm giác là hồi hộp lo lắng gì không? Đúng rồi, lần đầu vào đây thì mình cảm giác giống như là nó vừa vui mà vừa lo sao sao á. Vậy thì cái tiêu chí anh gửi đến chương trình để chương trình ghép đôi cho anh với một người bạn gái là gì? Thực ra nói tiêu chí thì không có gì to tát lắm, đối với mình chỉ cần một người con gái thấu hiểu, chia sẻ. Nãy giờ thì chúng ta đã lắng nghe những chia sẻ của các bạn trai, không biết là các cô nữ của chúng ta thì sẽ có những cảm xúc như thế nào ha? Mà có thể nói một chút xíu về tính cách của mình như thế nào không? Em là mẫu con gái độc lập với kiểu hơi mê tiền. Không, mà cái này em nghĩ ai chắc ai cũng mê đó. Nói chung là mình là một cô gái thực tế đúng không? Dạ đúng rồi, em là cô gái thực tế. Vậy thì bây giờ ngày hôm nay đến với chương trình thì em mong muốn biết mẫu người yêu lý tưởng của em là như thế nào? Cô phải thực tế như em á, có nghĩa là em không cần anh phải cứ suốt ngày đi chăm nom em như công chúa hay gì hết. Em cần anh đổ tiền vô em thôi. Có nghĩa là em chỉ cần anh rót tiền cho em đi du lịch thôi. Một cô gái có cái tính cách rất là mạnh.
luôn á. Có một câu tuyên ngôn nào để tìm kiếm bạn trai ngày hôm nay không nào? Anh giận rồi, anh chuyển khoản cho em đi. Anh giận rồi, anh chuyển khoản cho em đi. Bên ngoài đẹp trai, anh giống nhiều tiền. Một người đàn ông lý tưởng của mình là như thế nào nè? Em cần tìm một người về ngoại hình thì ưa nhìn, cao hơn em tầm 1m7. Còn về tính cách thì người đó hòa đồng, vui vẻ, biết quan tâm người yêu, hay giúp đỡ người khác là được. Em đến chương trình thì nói chung là vui vẻ nhưng mà cũng có chút hồi hộp, không biết đối phương là người như thế nào, cảm thấy hồi hộp mong chờ. Em chỉ cần cái người bạn trai của mình là vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm người yêu. Mình là một người sống rất là tình cảm và không có ai hợp với nhau 100% cả. Mình thông cảm, chia sẻ và cảm thông cho nhau thôi. Bấm. Vậy thì cái cảm xúc đầu tiên khi mà em vừa mới mở rèn ra, em thấy bạn ấy như thế nào? Có đẹp trai như là em mong muốn không? Cũng ổn, chứ đẹp trai nhiều lắm. Muốn hai level lên nữa. Chắc thần tình yêu muốn cho em độc thân thêm thời gian nữa. Bởi vì bạn này ở Bình Dương là nó xa lắm. Kim kêu bạn là mắc công hành bạn nữa nên là thôi. Cho nên là em không bấm đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn có vẻ hơi bị cứng. Tại bởi vì khi mà em nói bạn là bạn nên đi du lịch nhiều hơn để có open mind, để có thế giới rộng mở hơn, thì bạn đó nói là bạn đó không có chuyện, bạn đó chỉ đi làm thôi, thì cái đời sống vậy nó hơi chán với em. Em từng đi giống như là có một cuộc hẹn du lịch hay gì từng đi Sing, rồi từng đi Thái. Anh đi nhiều lắm rồi chứ mà đi anh trong đi nước. Chỗ nào anh đi làm? Thôi đi làm đừng có vậy, ý em nói là đi du lịch mà. Đi du lịch có điều kiện thì mới đi được chứ em. Đúng rồi, hôm nay khi mà mình không được vào không, anh thấy thì trước tiên thấy chương trình mình thì nó quá tốt, nó hợp cho những bạn trẻ. Còn anh thì anh không buồn vì không ai bấm hoặc là mình bấm ai hay không quan trọng. Anh vô đây chủ yếu là anh cảm nhận vào cái cảm giác của mình, với lại style và là như bạn đó anh thấy nó cũng không có phù hợp với anh lắm. Với lại nhiều khi bạn đó không bấm thì anh cũng nghĩ nhiều khi anh cũng không phù hợp với bạn đó, cho nên thì như vậy thôi. Anh cũng chúc mừng cho bạn kia, thì anh theo anh cảm nhận vậy thôi. Trong hai bạn thì thấy bạn đó rất là chân thành, cho nên anh bấm. Thì em có sở thích gì đặc biệt không? Ví dụ như có thích đi xem phim không? Đi xem ca nhạc? Em thích đi du lịch. Dạ. Nãy hình như em quên chia sẻ. Em thích đi du lịch, đi đây đi đó. Và còn anh? Anh cũng vậy á, em đi Đà Lạt nhiều lắm và em rất mong là được nắm tay ai đó đi Đà Lạt, chợ đêm Đà Lạt. Trời ơi, Đà Lạt có lời nguyện đó anh, là đi là về chia tay đó. Vậy thì mình đi vùng khác. Ở Việt Nam này có rất nhiều nơi có thể chúng ta đi Đà Lạt, và đặc biệt là anh có một chuyến muốn có một chuyến du lịch về miền Tây để mà thưởng thức những cái món ăn và đặc biệt là về ra mắt nhà ai đó. Không biết được không ta? Cái đó anh chắc để sau đi ha. À rồi. Ủa anh dạy vậy nè, dạy sao ta, trong tuần là anh dạy full luôn hay là chỉ một vài ngày thôi? Thì theo lịch của nhà trường, với lại anh làm thêm cả quản lý học sinh ở ký túc xá vào buổi tối nữa, nên thường cuối tuần anh mới rảnh. Còn trong tuần thì có thể là bữa nào anh sắp xếp được, anh có thể chạy qua mua cho em một ít trà sữa này, đồ ăn vặt này, phô mai gì đó, thì cứ nhắn tin anh có thể chạy qua, mặc dù xa nhưng mà làm sao xa được bằng trái tim của anh. Cứ alo là anh sẽ chạy qua, cứ alo là anh sẽ chạy qua. Trời, nhớ nha anh, nói là nhớ rồi, anh gì ta, anh nói thì nhớ. Anh có gái rất là trọng lời hứa, rất là dự tính, vì vậy cái gì nói là anh sẽ làm à. Hy vọng lần này anh sẽ không chọn sai. Và hy vọng là tình yêu và tình cảm sẽ đến với hai đứa chúng mình, và biết đâu gì đó hai đứa chúng mình sẽ có tin vui vào một ngày hôm sau. Cũng rất cảm ơn chương trình đã tạo một cái nhịp cầu về kết nối hai đứa bọn mình.